Chào mọi người và chào mừng đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ đào sâu vào thế giới của Porsche và chiếc xe điện mạnh mẽ nhất từng được sản xuất hàng loạt của hãng, Taycan Turbo GT và Taycan Turbo GT với gói vai sách. Porsche từ lâu đã đồng nghĩa với hiệu suất và với việc ra mắt Taycan Turbo GT với gói vai sách, tiêu chuẩn này đã được nâng lên tầm cao chưa từng có. Chiếc sedan thể thao chạy hoàn toàn bằng điện này không chỉ là một phương tiện, đó là lời tuyên bố về năng lực kỹ thuật và sự xuất sắc của ô tô. Hãy cùng đi sâu vào các thông số kỹ thuật và khám phá điều gì làm nên sự khác biệt của chiếc máy đáng chú ý này. Thiết kế nội ngoại rất tinh tế, được chế tạo với độ chính xác và sự chú ý đến từng chi tiết, Taycan Turbo GT toát lên vẻ sang trọng và thể thao từ mọi góc độ. Với chiều dài 195,6 inch, chiều rộng 84,5 inch, có gương mở và chiều cao 54,3 inch, nó thu hút sự chú ý trên đường. Chiều dài cơ sở 114,2 inch đảm bảo sự ổn định và nhanh nhẹn, trong khi trọng lượng lề đường là 4.925 cân Anh, tối ưu hóa hiệu suất mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái. Mọi khía cạnh của Taycan Turbo GT với gói vai sách đều được tối ưu hóa về hiệu suất, bao gồm cả kết cấu nhẹ. Bằng cách loại bỏ các trang bị không cần thiết và kết hợp các vật liệu nhẹ chất lượng cao như tấm ốp carbon và kính cách âm, cách nhiệt, Porsche đã giảm được khoảng 70 kg so với đối tác không có gói vai sách. Điều này giúp cải thiện khả năng xử lý, sự nhanh nhẹn và động lực lái tổng thể, khiến nó trở thành một chiếc xe thực sự dành cho người lái trên đường đua. Những cải tiến về ngoại thất như cánh gió trước với cánh khí động học và cánh gió sau thích ứng với nắp boni được dệt bằng carbon có độ bóng cao không chỉ nâng cao hiệu suất khí động học mà còn toát lên cảm giác đua xe khác biệt. Với nhiều màu sắc ngoại thất và các tùy chọn tùy chỉnh có sẵn, bao gồm cả lớp sơn hoàn thiện độc quyền và chương trình Pentor Sample, người lái xe có thể điều chỉnh Taycan Turbo GT với gói vai sách để thể hiện phong cách và cá tính độc đáo của mình. Bên trong buồng lái, Taycan Turbo GT với gói vai sách toát lên bầu không khí thể thao với ghế xô tiêu chuẩn và các tính năng Raytech được bổ sung bởi các chi tiết trang trí bằng da màu đen. Đối với những người muốn tùy chỉnh, trang bị nội thất độc quyền với tông màu tương phản màu xanh, gold hoặc bạc GT sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Vô lăng thể thao GT được trang trí bằng Raytech màu đen và vạch 12 giờ mang đến cho người lái khả năng điều khiển và phản hồi chính xác. Hệ truyền động. Trái tim của Taycan Turbo GT là một động cơ điện mạnh mẽ có khả năng cung cấp công suất lên tới 580 kW, 777 mã lực. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi kích hoạt Launch Control, công suất tăng vọt lên mức đáng kinh ngạc 760 kW, 1019 mã lực, đẩy chiếc xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 2,1 giây chóng mặt. Con số moment xoắn cũng ấn tượng không kém, đạt tối đa với Launch Control. Pin và sạc. Taycan Turbo GT tự hào có tổng công suất pin là 105 kWh, cung cấp năng lượng dồi dào cho những chuyến lái xe gay cấn. Việc sạc pin thật dễ dàng với khả năng đạt tới 80% công suất chỉ trong 18 phút sử dụng dòng điện một chiều DC với công suất sạc tối đa. Cho dù bạn đang bắt đầu một hành trình dài hay đang muốn giải phóng adrenaline nhanh chóng, Taycan Turbo GT đảm bảo bạn luôn sẵn sàng lên đường. Hiệu suất. Khi nói đến hiệu suất, Taycan Turbo GT đứng đầu. Với tốc độ tối đa là 190 dặm một giờ, với lốp mùa hè, và thời gian đi được 1/4 dặm chỉ là 9,4 giây, với gói kích hoạt chức năng thể thao, đây là một trong những chiếc xe của riêng mình. Cho dù bạn đang vượt qua các giới hạn trên đường đua hay di chuyển dễ dàng trên con đường rộng mở, Taycan Turbo GT đều mang đến trải nghiệm lái phấn khích không giống ai. Đặc điểm địa hình, được trang bị hệ thống treo khí nén, Taycan Turbo GT mang lại sự linh hoạt và khả năng thích ứng với nhiều địa hình khác nhau. Với khoảng sáng gầm xe tối đa ở chế độ bình thường, nó dễ dàng di chuyển qua các địa hình đa dạng, đảm bảo một chuyến đi suôn sẻ và thoải mái đến bất cứ nơi đâu mà cuộc phiêu lưu đưa bạn đến.
Taycan Turbo GT là biểu tượng của sự mạnh mẽ và tốc độ với khả năng tăng tốc từ 0 đến 60 dặm/giờ chỉ trong 2.1 giây, cùng với tốc độ tối đa lên đến 190 dặm/giờ với gói vai sách. Với chế độ tấn công, bạn có thể tăng thêm 120 kW, 160 mã lực trong 10 giây chỉ với một lần bấm nút. Cả Taycan Turbo GT và Taycan Turbo GT với gói vai sách đều có thể cung cấp hơn 1.000 mã lực ở tốc độ tối đa, và với các biện pháp giảm trọng lượng và cải tiến về động cơ, chúng đặt ra một tiêu chuẩn mới trong bảng động học lái. Porsche không chỉ dừng lại ở đó, Taycan Turbo GT với gói vai sách đã thiết lập kỷ lục về tốc độ trên đường đua WeatherTech Raceway Laguna Seca ở California với thời gian 1 phút 27 giây, nhanh hơn bất kỳ chiếc xe điện nào khác trên thế giới. Đồng thời, trên đường đua Nürburgring, nó đã đạt thời gian là 7 phút 7 giây, trở thành chiếc xe điện hàng loạt nhanh nhất từng xuất hiện trên con đường huyền thoại này. Với mức giá khởi điểm từ 230.000 đô la Mỹ, Taycan Turbo GT và Taycan Turbo GT với gói vai sách sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đam mê tốc độ và công nghệ. Dù là trên đường phố hay trên đường đua, Taycan Turbo GT và Taycan Turbo GT với gói vai sách sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm lái xe không thể nào quên. Đừng quên đăng ký kênh và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các video mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.